Ý nghĩa của một giây. Một giây không nhiều nhưng cũng không ít. Một giây không làm được gì nhưng có thể làm được tất cả. Ngồi giữa những trưa mùa hè nắng nóng, một giây đối với bạn chẳng là gì. Nhưng ngồi giữa một phòng thi đầy áp lực, một giây còn quý hơn vàng. Ở cuộc vui thâu đêm, một giây trôi tuột vào quên lãng. Nhưng ở khoảnh khắc chia tay, một giây ghi sâu vào ký ức. Những con người khỏe mạnh, một giây chỉ thoáng qua. Nhưng đối với những người bệnh nan y, một giây là sự sống. Trên đường đua, một giây quyết định kẻ thắng, người thua. Bao tháng ngày chui rèn, một giây sẽ nói lên tất cả. Một giây là thời gian. Một giây của hôm nay không như một giây của hôm qua, và càng không giống như một giây của ngày mai. Bạn nhận ra điều gì từ những câu trả lời này? Một giây là đơn vị thời gian được quy ước chung cho cả nhân loại. Tại sao chúng lại mang đến cảm giác dài, ngắn khác nhau ở mỗi người? Phải chăng chính là cách mỗi người sử dụng một giây đồng hồ, chính là cách để con người tạo ra sự khác biệt, không chỉ về cảm giác mà còn về ý nghĩa của thời gian?